Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là REC Catwin nha các bạn. Thì để tham gia dự án này các bạn cần click phần link mô tả dưới video mình đăng tải chatbot nha. Rồi. Một token ACC bằng 0.1 đô mà mình sẽ get được 600 token các bạn. Rồi bấm continue. Bằng 60 đô hết ta. Bằng 60 đô các bạn. Rồi, nhiệm vụ nó cũng hơi mệt rồi các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho nó giúp nè. Rồi, bạn bắt đắp lên nha các bạn. Sau đó các bạn cho vào kênh trailer tiếp tục nè. Subscribe kênh đó, máy lót yếu quá. Đây mình coi thông tin các bạn để... Rồi, bạn bắt đắp lên các bạn. Tiếp tục các bạn cho vào nhóm chat trading của nó nè. Chắc end quá. Nhóm này sẽ có ngân ông admin hay dạ. Tiếp tục follow tại Twitter và retweet post nè. Trên tại Twitter các bạn theo dõi nha bạn. Rồi các bạn like nè, các bạn retweet luôn nha các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục like fanpage Facebook và chia sẻ nè. Ác ôm thiệt tình. Máy giấc này lót trong ghi. Rồi trên Facebook thì các bạn thích nha bạn. Rồi, các bạn thích nè, các bạn chia sẻ công khai nha các bạn. Sau đó các bạn bắt đắp lên nè. Đây thì những cái tách này là những cái tách kích thêm nè. Các bạn vào đây subscribe kênh YouTube nha các bạn. Các bạn đăng ký nè. Sau bạn bắt đắp lên nè. Watch video subscribe kênh channel. Rồi tiếp tục các bạn follow Liquid nữa nè. Giảm bot luôn nè. Trên Liquid thì bạn follow nè. Ở đây các bạn like nè, chọn quét chứ, like nè, sell luôn nè, cứ ghi chữ good, ai rớp đại, các bạn bot nè bạn. Khi các bạn bot xong thì các bạn bắt đập lên các bạn. Rồi, các bạn nhập vào đây, các bạn review, đăng ký cái website luôn nha các bạn. Rồi các bạn, rồi sau này vì mạng mình yếu quá nên lót không nổi website này thì nhiệm vụ này tùy chọn thì các bạn muốn làm muốn không thì các bạn thay bỏ qua nha các bạn. Sau đó bấm vào submit detail nha các bạn. Rồi bấm đơn. Cho nó mắc luôn người ta. Rồi tiếp tục bấm submit đường link profile tại Twitter mình nha các bạn. Trên tại Twitter thì các bạn nhấp vào anh Mata của mình là dày một hồ sơ này các bạn, nhấp vào ba gạch cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sắp xếp liên kết nè. Tờ cái máy mình là tài liệu nên làm nó khó. Rồi tiếp tục các bạn submit đường link profile Facebook mà. Những nhiệm vụ này là bắt buộc nên các bạn cố gắng làm cho chính xác nha các bạn. Còn những nhiệm vụ kia là nhiệm vụ thì chọn, các bạn nào muốn làm bỏ qua cũng được, không sao. Rồi bạn nhấp vào anh Mata mình, nhấp vào ba gạch cùng nè các bạn. Các bạn sắp xếp liên kết nè. Leaderboard. Nên mình khuyên các bạn nên làm hết nha các bạn. Sau nữa. Rồi, tiếp tục thì các bạn nào muốn làm nhiệm vụ tùy chọn thì các bạn đăng ký email nào thì các bạn điền địa chỉ email đó bạn. Chúc mình đăng ký sau các bạn. Còn không ai bấm skip bỏ qua cũng được nha các bạn. Rồi tiếp tục nó yêu cầu gỡ được cái đường link YouTube mình nha các bạn. Bạn nào không làm thì có thể bỏ qua nhiệm vụ này cũng được. Bạn bấm vào skip là bỏ qua nha các bạn. Vì mình gỡ luôn các bạn. Rồi tiếp tục like fanpage Facebook Liquid, submit đường link profile Liquid thì các bạn nhiệm vụ này các bạn có thể bỏ qua cũng được. Liquid like Facebook channel chat Twitter Liquid Facebook của ta. Đây nè, nhiệm vụ này các bạn có thể bỏ qua nha các bạn. Dạ, gắt điện thoại đây cả. Rồi, bạn nhấp vào Anamata của mình nè bạn. Nhấp vào ba gánh cùng nè. Các bạn copy đường link đi của mình luôn các bạn. Rồi, bạn nào không muốn làm thì có thể bấm skip bỏ qua nha các bạn. Không sao cả, nhiệm vụ này tùy chọn mà. Rồi, tiếp tục thì bạn gửi địa chỉ với bên bisa@mastermind.com cho các bạn. Kẹo ngon không mà quá là nhiều kẹo, máy gác quá. Không thể nào gửi cho anh em hết được. Rồi, các bạn bấm vào account để check số cầm mình kiếm được nha các bạn.
tài khoản mình các bạn. Ok, mình đã nhận được 600 token AVKC nữa bạn. Rồi các bạn việc lên dép chia sẻ trong bè những thằng để kiếm token các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.